Độc lạ nữ sinh sở hữu bộ sưu tập bút có 102 khiến cả lớp trầm trồ. Mới đây một cô gái đã khiến toàn thể bàn dân thiên hạ được phen mở mang tầm mắt khi sở hữu bộ sưu tập bút độc lạ Bình Dương với hàng chục mẫu có kích thước và hình dáng chưa từng thấy bao giờ. Theo đó, thoạt nhìn qua, nhiều người không nghĩ những món đồ ấy là bút viết mà cứ ngỡ là các món đồ chơi. Đầu tiên là ngòi bút nam châm có khả năng phân thân thành nhiều khúc rồi sau đó hút lại với nhau tạo thành cây viết. Tiếp theo là ngòi bút đấm bốc dành để thể hiện những cú đấm yêu thương cho đứa bạn suốt ngày mượn bút nhưng không chịu trả. Cây bút gãy lưng với phần đầu có 5 ngón tay có thể kéo dài hàng chục cm, vừa dùng để viết lại vừa có thể gãi ngứa mỗi khi đang làm bài nhưng khó chịu ở phía sau lưng. Tiếp theo là cây bút càng cua, một công đôi việc khi vừa dùng để viết lại vừa sử dụng như một dụng cụ để gắp đồ ăn vặt trong lớp học. Hay cả bút kiếm Nhật phiên bản mini dùng để tăng sát thương bằng tinh thần khi đối đầu với tụi bạn thích va chạm. Chưa dừng lại ở đó, cô gái còn sở hữu ngòi bút giấu tài liệu với một cuộn giấy được giấu kín vào bên trong thân bút, thích hợp dùng vào những tiết kiểm tra. Ngoài ra còn có hộp bút hình con cá hay bút hình xiên que, thích hợp cho mấy khứa đi học nhưng suốt ngày đòi ăn quà vặt. Bộ sưu tập bút độc lạ của nữ sinh sau khi đăng tải đã khiến dân tình không khỏi thích thú mà xin in tư, đặt mua cho mình bằng được những ngòi bút này để trị mấy đứa chuyên gia ăn cắp bút, bởi ta nói ai lấy là biết ngay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tin Nhanh Official. Đừng quên ấn đăng ký để theo dõi nhiều tin mới mỗi ngày nhé.